Trân trọng kính chào quý nhà của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, thứ ba vừa qua có một sự kiện xảy ra gây chấn động chính trường Mỹ, đó là ông Tom Barrack, người từng là chủ tịch ủy ban tuyên thệ của cựu tổng thống Donald Trump, bị FBI bắt vì bị tố cáo hai tội. Tội thứ nhất là vận động cho chính phủ nước ngoài không có gọi là đăng ký. Điều thứ hai là nói dối với FBI khi bị điều tra. Thì trên màn hình quý vị thấy đó, ông Tom Barrack, ông này được tạp chí Forbes đánh giá là có trị giá tài sản 1 tỷ đô la, năm nay 74 tuổi. Khoảng năm 2016 trước khi có cuộc bầu cử thì ông vận động cho ông Donald Trump. Đến khi ông Trump thắng cử thì ông đã vận động được 107 triệu đô la cho cái lễ đăng quang của ông Trump. Và ông mời rất nhiều doanh gia đi vào để tham dự những cái lễ này và các cái buổi tiệc. Sau đó thì ông không có làm gì nữa, nhưng ông trở thành một cố vấn không chính thức cho ông Trump. Ông làm cái gì? Chúng ta sẽ đi tiếp tới chuyện đó. Nhưng hôm thứ ba vừa rồi, ông đã bị bắt và ông không nhận tội. Cùng bị bắt với ông còn có một người nữa là Matthew Grimes, năm nay 27 tuổi. Ông này từng là tổng giám đốc cho cái công ty của ông Barrack. Người thứ ba bị truy tố đó là ông Rashid El Malik, năm nay 43 tuổi. Ông này là người của Tiểu Vương quốc Ả Rập, gọi là UAE. Thì ông này đã trốn ra nước ngoài. Hôm thứ Sáu vừa rồi, tòa án đồng ý cho ông Tom Barrack tại ngoại với số tiền thế chân là 250 triệu đô la. Và ông đã đóng 5 triệu đô la tiền mặt để được ra. Và thứ hai này, ông sẽ ra tòa phiên đầu tiên. Ông này có hai quốc tịch, vừa Mỹ vừa Lebanon, và ông có nhiều cái quan hệ với các chính phủ ở vùng Trung Đông. Ví dụ các tiểu vương quốc Ả Rập, Qatar, Saudi Arabia, Lebanon, vân 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 vân. Đó. Thế thì ông này bị tố cáo những cái tội gì? Năm 2019, ông đã bị FBI hỏi, nhưng mà ông chối. Và sau đó thì người ta mới tiếp tục điều tra. Và ông bị truy tố 7 tội, tổng cộng 7 tội. Thì thưa quý vị, ông này như tôi nói, ông gây quỹ rất nhiều trong Donald Trump. Và ông Donald Trump là một doanh gia, chứ không phải là một chính trị gia. Chỉ khi ông lên làm chính trị, tổng thống mới trở thành chính trị gia. Thì ông này có một cái cách làm việc theo kiểu doanh gia, không theo nguyên tắc của chính phủ. Và ông Trump từng nói nước Mỹ mở rộng cho tất cả doanh nghiệp. Và các doanh nghiệp biết rằng nếu mà tiếp cận được ông Trump là họ có thể có những thông tin rất quý giá của chính phủ Mỹ và có lợi cho họ. Ở Mỹ chuyện đó làm không có bất hợp pháp. Mỹ không cấm người ta vận động, nhưng anh phải đăng ký. Là anh vận động cho ai? Cho quốc gia nào? Cho công ty nào? Còn nếu anh không đăng ký là anh làm cho ai đó, thì có bất hợp pháp. Ông Tom Barrack lại không có đứng tên là làm vận động, nhà vận động gọi là lobbyist cho bất kỳ quốc gia nào, công ty nào. Nhưng trong hồ sơ điều tra thì người ta thấy rằng ông vận động cho các tiểu vương quốc Ả Rập để có những cái lợi cho các tiểu vương quốc Ả Rập. Theo hồ sơ của FBI truy tố, thì khi mà ông Trump đang lúc vận động và đắc cử thì ông thường đi, ông nói rằng là tôi là người bạn rất thân và tôi biết Donald Trump hơn 30 năm. Có lúc ông gọi Donald Trump là ứng cử viên, có lúc gọi là tổng thống tân cử, có lúc gọi là tổng thống. Và ông làm cho mọi người thấy rằng là ông quen biết. Và cái chức ông Trump mà khi mà bổ nhiệm ông làm chủ tịch ủy ban gọi là đăng quang cho ông Trump thì cái uy tín là lên ghê lắm. Thưa quý vị, cái người đó rất quan trọng. Người đó là cái người mà cầm, nghĩa là phải nói là gây quỹ. Thì ông Tom Barrack đang làm chuyện đó. Thì sau đó người ta muốn cái gì thì người ta phải nói chuyện với ông Tom Barrack. Bởi vì bình thường mà đi vận động đó, quý vị sẽ phải gặp những giới chức ở dưới. Thường thường gặp, nếu bên hành pháp đó, phải gặp ít nhất, gọi là cao lắm là được cái bộ trưởng. Họ vô gặp cái tổng thống rất khó, là bởi tổng thống là tiền phải bạc triệu mới vô được. Tổng thống nào cũng vậy nha, không phải mình ông Trump nha. Không có dễ gặp, bởi vì ông tổng thống một ngày cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Ông rảnh rang, không phải làm việc, gặp ông đâu có dễ. Thành ra nhiều khi người ta gặp ở những cái buổi khác, vân 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 vân. Thì ông Barrack này bị tố cáo là vận động cho tiểu vương quốc Ả Rập. Thì trong một cái vụ vận động có cái bài diễn văn vào năm 2016, trong đó FBI tố cáo là ông Tom Barrack vận động để một câu ở trong bài diễn văn, để trong đó ông Trump khen ngợi các tiểu vương quốc Ả Rập.
Bởi vì lúc đó các tiểu vương quốc Ả Rập đang bị một số quốc gia ở trong vùng cấm vận, bao vây dùng mặt kép, tức là đang gọi là tẩy chay đó, trong đó có anh Qatar. Thì tiểu vương quốc Ả Rập rất cần cái sự hỗ trợ của Mỹ để giống như là bức bình phong, là có ô dù tôi đã được ông là anh cả đỡ đầu, là mấy anh đừng lộn xộn. Thì ông Tom Barrack đã thành công cái chuyện là đưa được một cái đoạn vô trong bài diễn văn của ông Trump. Khi ông đưa vô được rồi, ông mới báo cho ông Malik. Ông nói là giống như đại khái là tôi vừa nói là sút một bàn thắng rất đẹp. Thì sau đó đúng là ông Trump đọc ra, và bên tiểu vương quốc Ả Rập họ dùng truyền thông họ đưa ra để tổng thống khen nước thôi. Đó chỉ là một cái trường hợp ví dụ, một cái ví dụ. Trong nhiều chuyện khác FBI họ không kể ra hết, nhưng mà trong bản cáo trạng dài mấy chục trang có nhiều thứ trong đó. Rồi ví dụ trong năm 2017, khi mà ông Trump vừa lên làm tổng thống, ông ký cái sắc lệnh đầu tiên là cấm các quốc gia Hồi giáo vào trong nước Mỹ. Ông liệt kê một số nước, trong đó có một số nước không bị. Trong số các nước không bị có các tiểu vương quốc Ả Rập. Anh cũng Hồi giáo luôn. Mà thậm chí mấy anh này đã từng là gì? Có những quan hệ với những nhóm khủng bố mà tấn công vào Mỹ hồi 911. Quý vị thấy không? Hay là chúng ta biết là đa số những kẻ khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 là đều là công dân của Saudi Arabia. Nhưng mà Saudi Arabia vẫn làm ăn đầy đủ với Mỹ. Thì các tiểu vương quốc Ả Rập cũng vậy, không nằm trong danh sách bị cấm vào Mỹ. Đó là trường hợp thứ hai. Nhiều cái khác nữa, không những ông Tom Barrack này đại diện không chính thức cho các tiểu vương quốc Ả Rập mà còn đại diện cho một số quốc gia khác nữa mà trong hồ sơ họ đã tố cáo. Và trong cái hồ sơ điều tra của ông Robert Mueller cũng có điều tra cả ông Tom Thomas, ông Tom Barrack này luôn. Và trong cái đợt đó thì khi mà FBI hỏi đến những cái quan hệ của ông với các quốc gia ở tại Trung Đông đó, thì ông chối. Mà xui cho ông là phải chối chứ ngu sẽ nhận. Tại vì ông nghĩ rằng năm 2020 ông mà điều tra năm 2019 nha quý vị, ông nghĩ rằng năm 2020 là ông Trump sẽ tái thắng cử, cho nên ngu sao nhận. Mà tới lúc đó tái thắng cử, ông Trump mà tái thắng cử, nếu bây giờ ông Trump đang là tổng thống thì tôi bảo đảm quý vị là không ai dám đụng đến cọc lông chân của ông Tom Barrack. Bởi vì ông là người bạn rất thân với ông Trump. Mà qua cái quan hệ như vậy đó quý vị biết đó, là ông có thể đi vào thẳng của tòa cốc, không cần qua ai hết. Mặc dù ông không phải là giới chức, nhưng mà thường thường chúng ta biết nó có những cái nhân vật lạ lắm. Chuyện làm những cơ quan quý vị thấy ấy, không có chức vụ gì mà ai cũng biết là bạn thân của ông chủ hay bạn thân của sếp lớn. Xin lỗi đi qua bảo vệ không dám hỏi. Thường thường bảo vệ là các giới chức đi qua bảo vệ mà thấy là security thấy làm lơ. Làm lơ, hỏi gì? Hỏi là chết, bởi vì là bạn thân của ông sếp lớn. Mặc dù cái người này không có chức vụ gì cả. Thấy không? Tôi cho quý vị cái ví dụ. Khi ông Trump lên làm tổng thống, ông mang một cái ông gọi là bodyguard của ông, là cựu cảnh sát viên mà bảo vệ cho ông hơn 20 năm trời khi ông làm gọi là Trump Organization. Đi đâu là ông này cũng phải đi theo ông Trump, kế bên ông Trump. Ông trả lương hậu lắm á. Khi ông Trump vào tài ốc cũng đưa ông này vô luôn. Nhưng mà một thời gian sau bị đẩy ra là bởi vì Secret Service họ không chịu. Mật vụ họ bảo vô muốn làm cái này là phải đi qua cái thủ tục của chúng tôi. Phải kiểm tra lý lịch này kia đó, không được lại gần tổng thống. Có mấy ngày đầu thì ông lại gần, không ai dám nói, nhưng mà sau thấy nguy hiểm quá, họ bảo ê tổng thống, ông không làm được cái chuyện này, chúng tôi bảo vệ ông. Cái người này cuối cùng Trump phải cho ông nó nghỉ. Thì tôi trở lại cái chuyện ông Tom Barrack, cũng giống như những người bạn thân của ông Trump mà chúng ta thấy trong cuộc đời, họ không có chức vụ gì cả nhưng mà cái ảnh hưởng họ rất lớn. Thì đó là trường hợp Tom Barrack. Thành ra có thể đi vào tổng thống, bất kỳ tổng thống đang ngủ tôi có thể tôi dựng đầu dậy tôi nói chuyện được luôn. Thế mới ghê, thân quá. Tức là người coi như là chạy tiền sân sau. Thấy không? Chuyện này nó còn nhiều chi điều lý thú, tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT.
ơn quý vị đã đồng hành với truyền hình SCTV. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện ông Tom Barrack, một người rất thân cận với cựu tổng thống Donald Trump và từng là trưởng ban tổ chức cái lễ đăng quang của ông Trump vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017, hôm thứ ba vừa rồi, đã bị cảnh sát liên bang bắt truy tố 7 tội, trong đó có hai cái tội là vận động không có đăng ký, thứ hai nữa là gì, coi như là nói dối FBI. Nhưng mà trong hồ sơ của ông này, người ta cho thấy là hoạt động của ông này, tất nhiên trong những ngày tới họ sẽ điều tra tiếp, và người ta ví ông giống như là một gián điệp nhị trùng, tức là thay vì bảo vệ quyền lợi nước Mỹ thì ông đã đại diện cho quyền lợi nước ngoài và bảo vệ cho quyền lợi nước ngoài chứ không phải nước Mỹ. Thành thử ra hôm rồi đó, người ta hôm thứ sáu vừa rồi đó, là tòa bắt ông là phải đeo cái GPS ở dưới chân, và ông chỉ được đi từ California qua tới New York. Cái tòa chính nằm ở New York và ông ở bên California, không được đi đâu khác. Và cái số tiền mà ông đóng vào tại ngoại đó không được chuyển tiền từ nước ngoài vào. Và bây giờ họ tạm thời đóng ngân hàng của ông luôn, không cho ông chuyển tiền đi đâu hết, để họ điều tra tiếp tục, xem coi cái vai trò của ông trong 4 năm dưới thời ông Donald Trump, ông vận động cho những ai và ông đem cái tiền gì vào cho ông Trump. Như tôi nói thưa quý vị, nếu ông Trump tái đắc cử năm 2020 thì giờ này ông này sẽ không ai đụng vào ông cả. Và người ta biết ông này là ca mập, là cái nơi mà không chính thức. Bởi vì những người khác người ta đăng ký rồi, ok, tôi đại diện cho Colombia, tôi đại diện cho Nam Hàn, tôi đại diện cho Mexico, vô người ta biết. Còn ông này là không biết đại diện cho ai, mà cũng không có đăng ký, là mình là lobbyist luôn, nhưng mà rất thân cận với ông Trump. Cho nên bây giờ ta điều tra xem như thế nào. Và cái chuyện đã làm tôi nhớ một chuyện cũng xảy ra cách đây độ chừng 4-5 năm. Đó là vào năm 2017. Khi ông Trump vừa tuyên thệ Tổng thống ngày 20 tháng Giêng, thì thưa quý vị, cuối tháng 5, tức là khoảng hơn 4 tháng, ông Trump đã tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó là Thủ tướng của Việt Nam, ở trong Tòa Bạch Ốc. Lúc đó ông Phúc là gì? Lãnh đạo đầu tiên của các nước trong ASEAN vào Tòa Bạch Ốc. 4 tháng trời thôi. 4 tháng trời, tại sao chuyện này xảy ra? Mà trước đó, trước khi đi vào, là ông Phúc điện đàm với ông Trump. Và tất cả những cái chuyện này, bên Bộ Ngoại giao không biết gì hết. Sau đó họ mới biết. Sau đó họ mới biết. Như nãy đầu chương trình tôi nói quý vị, ông Trump là ông không có làm việc theo đúng cái thủ tục ngoại giao. Thường thường đó, khi mà cái người mới đắc cử lên chưa tuyên thệ tổng thống đó, quy định của Bộ Ngoại giao là người đó coi như sẽ là tổng thống, thì phải làm việc với Bộ Ngoại giao. Anh muốn nói chuyện với lãnh đạo quốc gia nào, qua Bộ Ngoại giao dàn xếp, chuẩn bị hậu cần, chuẩn bị các cái thứ logistic đâu đó, và rồi đó là viết những để cho tổng thống biết, để mà nói chuyện. Để ông Trump ông chơi, ông nói chuyện với ông Phúc mà Bộ Ngoại giao không biết luôn. Tại sao xảy ra chuyện này? À, câu chuyện nó hơi dài dòng, tôi kể quý vị nghe. Nó cũng là ná giống chuyện ông Tom Barrack. Thì quý vị biết, ở Việt Nam lúc đó có khu du lịch Hồ Tràm ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là cái sòng bài lớn mà người Việt Nam không được vô đánh. Thì trong nhiều năm, cái ông Phil Falcon là ông chủ cái sòng bài này, ông vận động Việt Nam để làm sao bỏ luật cấm người Việt Nam để vô đánh bài. Chứ bây giờ mở Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu sát bờ biển, chỉ có người ngoại quốc vô đánh thì làm sao có ăn. Thì ông liên lạc thế nào với các giới chức Việt Nam, thì ông mới nhờ cái ông luật sư Mark Kozovic. Mark Kozovic là văn phòng luật sư lớn ở New York, từng làm luật sư ông Trump trong 15 năm và rất thân thiết với ông Trump. Thì ông Mark Kozovic này mới có cái số điện thoại vận động sao đó ngầm ở trong, đưa cho bên Việt Nam. Và ông Phúc đã gọi điện thoại nói chuyện với ông Trump mà tòa Bộ Ngoại giao hoàn toàn không biết. Thấy hay không? Mà ngay cả cái gọi là gì, tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội cũng không biết luôn. Sau khi mà nói chuyện rồi đó, họ mới biết. Đến tháng 5 sắp xếp cho ông Phúc đi qua Mỹ gặp ông Trump. Thấy chưa? Bởi vì sau cú điện thoại đó, ông Mark Kozovic đi đến Việt Nam và đi ra Hà Nội gặp các giới chức Việt Nam luôn. Và cả ông Phil Falcon cũng đi ra gặp các giới chức ở Hà Nội luôn, vận động cái chuyện mà sòng bài. Cuối cùng không được.
Nhưng trong cái chuyện đó, chúng ta thấy ông Mark Kojovic đóng cái vai trò giống như ông Tom Barrack. Cái ngày cuối tháng 5 đó, năm 2017, mà ông Phúc bước vào tòa Bạch Ốc, nói chuyện với ông Trump xong, thì lúc hai người đi ra, người ta mới thấy có một nhân vật lạ đứng trong đó. Đó là ông Mark Kojovic. Xin mời kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi tí, cái cảnh đây. Đây, ông Donald Trump tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc, vị thấy chưa? Đó. Còn đây là cái hình, để cho quý vị coi hình như đây là ông Philip Falcon, chủ cái sông bài Hồ Tràm ở Bà Rịa Vũng Tàu. Và đây là ông Mark Kojovic, luật sư riêng trong Trump trong 15 năm. 15 năm trời. Chính ông này là người môi giới để cho ông Phúc gọi điện thoại nói chuyện với ông Trump. Và môi giới để cho ông Trump gặp Phúc trong tòa cốc. Và người ta còn mô tả cái ngày mà ông Phúc nói chuyện điện thoại với ông Trump. Báo chí Việt Nam sau đưa hình ảnh Phúc lên. Xung quanh ông Phúc là những phụ tá, những cái dàn cán bộ cao cấp ngồi rất là hồ hởi phấn khởi. Quý vị có thể tưởng tượng mới có vài tháng mà ông Phúc nói chuyện điện đàm với ông Trump thì coi như cái khí thế, cái vị thế Việt Nam trong Đông Nam Á nó lên được còn gì nữa. Ngay cả Philippines, Singapore, Thái Lan là đồng minh của Mỹ cũng chưa được ông Trump nói chuyện trước lúc đó. Rồi sau đó là đi qua thăm Tòa Bạch Ốc. Chưa hết nữa. Tháng 11 năm 2017, ông Trump đi dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng. Trong chương trình ban đầu không có chuyện thăm chính thức Việt Nam ở Hà Nội. Thăm chính thức có nghĩa là anh phải đến thủ đô, phải có duyệt binh. 2006, ông Buscon đi qua Hà Nội dự hội nghị APEC, lúc đó tổ chức Hà Nội thì sẵn đó thăm chính thức luôn. Nhưng mà 2017 Việt Nam cũng tổ chức APEC ở tại Đà Nẵng thì ban đầu chương trình dự chủ là ông Trump đi qua. Trời ơi, mới lên có chưa đầy năm, đi qua tôi dự thượng đỉnh chụp hình ăn uống xong tôi về chứ. Nhưng mà bất ngờ vào giờ chót, trước khi mà cái chuyện này xảy ra có mấy ngày, thì bên Tòa Bạch Ốc mới thông báo là sẽ thăm chính thức Hà Nội. Mà thông báo trước Bộ Ngoại giao Mỹ luôn. Tôi còn nhớ hôm đó là ngày thứ Bảy, Tòa Bạch Ốc bắn ra cái email cho tất cả báo giới mà tôi cũng nhận được một cái. Mà lúc đó ngay cả Tòa Đại sứ Việt Nam ở Mỹ cũng không ngờ, không tin là có cái chuyện ông Trump đi thăm chính thức Hà Nội luôn. Ngày Chủ nhật ngày hôm sau Bộ Ngoại giao mới gửi thông cáo ra. Và đúng năm đó ông Trump đến Hà Nội. Sau khi ở Nẵng ra Hà Nội duyệt binh với ông Trần Đại Quang ở cái phủ chủ tịch. Ký hợp đồng đó là mười mấy tỷ đô la nữa. Rồi có cái chiến lược trong 3 năm nữa. Nhưng mà trong đó người ta nghĩ đến vấn đề sòng bài. Thì sau này ông Phil Falcon ông bảo là qua cái cú điện thoại và cú gặp đó tôi chả được hưởng gì cả. Bởi đến giờ phút này sòng bài chúng tôi thì Việt Nam vẫn chưa cho người ta vô đánh bài. Nhưng mà cái đó mình không biết. Nhưng mà rõ ràng ở đây cái điểm tôi muốn nói, ông Mark Kojovic là cái người mà môi giới trong cái chuyện này. Nó giống như trường hợp ông Tom Barrack. Thì giữa Việt Nam và Hoa Kỳ quý vị thấy đó, bắt đầu sau đó là phát triển kinh hoàng luôn. Quan hệ hai bên lên luôn từ cái thời Donald Trump mà lên mạnh nhất. Không thấy ông Trump nói gì nhân quyền đó. Bắt bớ thì không bao giờ thấy để nói. Các cái đời chính phủ trước còn nhắc nhân quyền. Tới ông Trump quý vị thấy có nhắc nhân quyền không? Rồi trước kể 2017-2019 tôi trở lại nữa. Cầm cờ đỏ sao vàng ở trong phủ thủ tướng, nhớ không? Tôi đã cho quý vị coi một lần rồi. Kim ngạch buôn bán hai bên ngày càng gia tăng. Năm 2020 là bao nhiêu? 90 tỷ đô la. Trong đó Việt Nam thặng dư mậu dịch 70 tỷ đô la. Và tiếp tục lên nữa. Hôm tuần trước thứ hai, Hoa Kỳ không có phạt Việt Nam trong cái vụ mà Việt Nam bị tố cáo phá giá đồng tiền. Không phạt. Chỉ Việt Nam chỉ cam kết từ nay trở đi đừng thao túng tiền tệ nữa thôi. Đó. Quý vị thấy không? Đây là những người môi giới rất là quan trọng. Nước Mỹ là như vậy. Và chỉ có thời Donald Trump mới có những cái tay mà đi vậy. Đi tắt nhưng mà rất hiệu quả. Thì đó là trường hợp cũng giống như ông Tom Barrack. Và đó là nhân vật được chú ý trong tuần. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo dõi chương trình, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào chương trình sau.